Tập 1. Một hồn ma đang thuyết giảng cho cậu bé về những sức mạnh hiện diện xung quanh những vị thần tồn tại ở thế giới này. Ông ta tên là Gus. Tuy ông lão này chỉ là một hồn ma, nhưng mà những hiểu biết của ông về ma pháp còn tinh thông hơn những pháp sư đương thời rất nhiều. Ma thuật ở đây ngoài việc kích hoạt bằng thần chú còn có thể sử dụng bằng những ký tự cổ để phối hợp nhiều phép thuật trong cùng một lúc. Nơi họ đang ở là một ngôi đền cổ, bên trong còn có nhiều bức tượng thờ thần cổ xưa. Mary là một trong số những người nuôi nấng cậu bé ở trong điện thờ này. Cô ấy thờ đất mẹ Mother, vị thần ban phước lành cho mặt đất và những trẻ em vừa chào đời. Trong số 6 vị thần ở đây thì Mother cũng là thần được người dân sùng bái nhất. Thành viên cuối cùng trong gia đình này là Blood. Ông ta là một chiến binh vĩ đại khi còn sống. Mỗi người có mặt trong điện đều phụ trách dạy dỗ cho cậu bé những gì mà họ giỏi nhất. Tuy sống với nhau như một gia đình nhưng mà các thành viên luôn giữ một bí mật cho riêng mình. Cậu bé cũng có một bí mật về chuyện mình được chuyển sinh sang thế giới này nhưng vẫn còn lưu giữ những ký ức ở kiếp trước. Lúc mở mắt ra thì cậu đã trong hình hài của một cậu bé và ba người đang nuôi dạy cậu cũng là ba nhân vật duy nhất cậu gặp được sau khi chuyển sinh. Kiếp trước làm người mà kiếp này mở mắt ra gặp quái vật nên là thanh niên này cũng hơi xoắn một tí. Nhưng mà ba người kia không hề biết thằng nhóc trước mặt còn giữ ký ức sau khi chuyển sinh nên là họ vẫn chăm sóc nuôi dạy như con ruột trong gia đình. Cậu bé nãy giờ chúng ta nhắc đến tên là Will. Đã vài năm kể từ khi chuyển sinh đến đây và cậu vẫn tiếp tục những bài tập luyện với Blood và Gus, mặc dù cậu cũng không biết sử dụng chúng vào mục đích gì. Mary chỉ cho cậu biết về hình dạng của những con quái vật xuất hiện trong thần thoại. Will cũng tự nhận thức được đây có lẽ là những đối thủ mà cậu sẽ phải đối đầu trong thời gian sắp tới. Mary cũng nói cho cậu biết rằng cô ấy cũng là người trước khi ở hình dạng này. Vì chấp niệm trước khi chết quá lớn nên là ba người họ mới giao ước với thần bất tử và trở thành những Undead như ngày hôm nay. Quá khứ của Gus cũng không phải tầm thường. Ông ấy còn được người đời ca tụng là hiền giả lang thang với những ma thuật cổ đại hùng mạnh. Tuy cả ba chỉ là những Undead nhưng mà đối xử với Will như người thân của mình. Cậu bé cảm nhận được điều này khi còn bé nên từ lâu đã xem họ như cha mẹ ở kiếp này. Một hôm, Will tò mò về bí mật sau cánh cửa thần điện nên đã lén nhìn trộm vào. Cô nhìn thấy mẹ Mary đang bị lửa thiêng thiêu đốt nên đã lập tức chạy đến cứu. Lúc tỉnh lại đã thấy hai cánh tay đã bị bỏng nặng, còn Mary thì đang tự trách bản thân vì làm con mình gặp nguy hiểm. Nghi thức vừa rồi chỉ là lễ ân sủng từ đất mẹ Mother. Mary bị ngọn lửa thiêu đốt vì đã giao ước với thần bất tử. Hai vị thần này vốn đối địch với nhau nên là Mary mới bị thần Mother trừng phạt tội phản bội bà ấy. Mary đã bất chấp sự đau đớn từ nghi lễ đã cầu xin đặc ân từ thần Mother ban phước cho Will. Đối với cô thì nỗi đau thể xác ấy không thể nào so sánh với sự yêu thương cô dành cho đứa trẻ này. Tập 2. Trước đây từng xảy ra cuộc chiến giữa các vị thần. Thần chiến tranh đã bị đánh bại và đầy xuống lòng đất chờ ngày trỗi dậy báo thù. Phe thiện thần và ác thần từ đó cũng sinh ra. Định nghĩa của hai thế lực này còn tùy vào cái tín đồ dưới chướng họ suy nghĩ nên là không thể thật sự phân biệt được vị thần nào là thiện, thần nào là ác. Ranh giới giữa hai điều này rất mong manh và chỉ bản thân mỗi người mới biết được đâu mới là cái thiện chân chính. Đã 5 năm kể từ khi Will làm bỏng tay vì cứu Mary cho qua, cậu bé ngày nào đã trưởng thành và học hết những kinh nghiệm chiến đấu của hai sư phụ vĩ đại. Blood nhận ra đã đến lúc dẫn Will đến đường hầm nơi những Undead sống để chiến đấu. Với những phép thuật và kiếm kỹ được dạy thì cậu nhóc nhanh chóng tiêu diệt được mấy con quái nhỏ ở đây một cách dễ dàng. Cậu còn nhặt được một cây thương có ký tự ánh sáng đặc biệt mang về. Điều kỳ lạ là Gus cũng xuất hiện. Ông ấy còn dùng ma thuật tấn công Will. Những ma thuật mà Gus dùng đều rất mạnh và mục tiêu của chúng như muốn lấy mạng đối thủ ngay lập tức. Cậu nhóc bị dồn đến đường chết đã quay lại tấn công ông lão. Will có thể đã tiêu diệt Gus nhưng mà cậu lại không thể xuống tay trong giây phút cuối. Cậu ta chết chứ không thể giết người đã nuôi dạy mình. Đó thật ra chỉ là một bài kiểm tra để Gus xem thử năng lực hiện tại của Will mạnh như thế nào. Mọi việc đã kết thúc nhưng mà trong lòng Will vẫn còn nghi ngờ rằng Gus thật sự đã muốn giết cậu ta trong trận vừa rồi. Will khi về nhà cũng không nhắc đến việc này cho Mary và Blood nghe. Cái thương mà cậu lấy về ở đường hầm là loại vũ khí cổ có sức mạnh ánh sáng. Nó còn có thể co giãn như là kim của bản tùy theo ý muốn của chủ nhân. Nhưng không cần đến thần khí này thì những chuyến đi lần sau đến đường hầm của cậu cũng dần dễ dàng hơn trước. Trình độ của mấy con quái trong đường hầm đã không còn gây khó dễ cho cậu nhóc được nữa. Ông Gus với Blood cảm thấy không còn gì để dạy cho thằng nhỏ cái là rủ nó đi chơi tài xỉu giải trí. Ai dè bị Mary phát hiện la cho một trận. Mấy bạn cũng rút kinh nghiệm đi cờ bạc là bác thằng bần đó nha. Tết này Fowler muốn chơi sóc dĩa thì liên hệ tôi nha. Năm Will 15 tuổi, cậu sẽ có một trận chiến cuối cùng so tài với Blood. Gus đã đề nghị cậu hãy cố tình để thua trong trận đấu đó nhưng mà ông ấy lại không nói rõ lý do là gì. Will vì không chấp nhận hành động đó nên đã khước từ lời đề nghị của ông mình.
Ngày đó cũng là ngày mà Will phải lựa chọn vị thần mà cậu sẽ thờ phụng. Lời thề nguyện với vị thần càng lớn thì sẽ càng nhận được phù hộ nhiều hơn, nhưng mà ràng buộc cùng lời hứa đó cũng là điều không thể tránh được. Tập 3. Hết bài bạc rồi, Blood lại dạy cho Will rượu chè. Xỉn xong còn dắt thằng cu đến phòng rình Sir Mary thay đồ. Thằng nhóc này mà biết đến tứ đổ tường thì tương lai cũng trông sáng rạng đó chứ. Lúc bị Mary phát hiện thì ăn hẳn một bạt tai, bất tỉnh đến tận hôm sau. Hôm nay cũng là ngày trận chiến cuối cùng diễn ra. Will không được sử dụng ma pháp, cậu chỉ được dùng những kỹ thuật mà Blood đã truyền dạy để đối đầu với ông ấy. Đường kiếm của bộ xương mở màn như một cơn giông tố cuồng nộ lao vào đối phương. Cậu nhóc đã phải dùng đến ám khí để tìm khe hở rồi phản công, nhưng mà nhiêu đó vẫn chưa thể vượt qua Blood được. Will đành phải đột phá khống chế thanh kiếm khổng lồ trước mặt, nhưng mà dù kế hoạch đó có thành công thì Blood cũng tay không giành chiến thắng cuối cùng. Dù thất bại nhưng mà Blood vẫn công nhận sự trưởng thành của cậu nhóc trong suốt thời gian qua. Ông ấy còn tặng cậu một thanh kiếm để làm quà an ủi. Ma kiếm này tên là Phamang và nó cũng nằm trong top những bảo kiếm mạnh nhất thế giới này. Chỉ cần chém trúng mục tiêu thì chủ nhân cầm ma kiếm sẽ được phục hồi sinh lực. Cả thần cũng phải e dè khi đối đầu với ma kiếm này. Chính vì sức mạnh quá lớn nên là mới được mọi người gọi là ma kiếm. Nếu quá lạm dụng vào thần khí này thì chủ nhân sẽ bị tha hóa đến khi trở thành quái vật thực sự. Lút phải tin tưởng vào Will lắm mới gửi gắm cho cậu là người tiếp theo bảo vệ thanh kiếm. Cậu nhóc cũng đã đủ tuổi để biết toàn bộ sự thật đằng sau ba Andes nuôi dạy cậu trong suốt thời gian qua. Người trước đây sử dụng thanh kiếm là một vị vua tối cao được mệnh danh là kiếm ma bất tử. 200 năm trước, có một đội quân ác ma tấn công vào lục địa Smart. Cuộc chiến giữa thiện thần và ác thần cũng bắt đầu nổ ra ở khắp nơi. Sự hủy diệt khủng khiếp đến mức làm thay đổi cả bản đồ thế giới. Vị vua tối cao cũng là một trong những nhân vật gieo rắc nỗi khiếp sợ trong thời điểm đó. Đội quân do hắn tạo ra tấn công người dân từ khắp mọi nơi và nhấn chìm tất cả trong biển máu. Không ai có thể ngăn chặn tên ác ma này lại, nên là hắn đã trở thành vị vua của các vị vua thống trị toàn bộ lãnh thổ Smart. God đã lãnh đạo một đội quân đứng lên kháng chiến. Ông ấy nghĩ ra cách là lấy trộm thanh ma kiếm để giảm thiểu sức mạnh của kẻ địch. Nhưng vị vua tối cao đã biến thành một hình dạng khác, đập tan hy vọng đó. Ngay cả Blood cũng không thể ngăn cản hắn ta khi hắn đang trong hình dạng tối thượng. Quân kháng chiến cũng lần lượt ngã xuống cho đến khi không còn một ai sống sót. Mary và God chỉ còn cách là phong ấn tên ác ma sâu dưới lòng đất chứ không thể tiêu diệt tận gốc mối hiểm họa này. Ác thần bất tử khi đó cũng xuất hiện. Hắn đưa ra lời đề nghị cho cả ba hãy trở thành những Undead dưới trướng phục vụ hắn. Đổi lại thì ác thần bất tử sẽ giúp dân làng tiêu diệt tất cả quái vật đang tấn công thành phố. Cách làm này cũng đồng thời giúp họ có thể tiếp tục sống để canh giữ phong ấn, nên là cả ba đành phải bán linh hồn cho quỷ dữ. Một thời gian sau khi sự việc kết thúc thì lũ quỷ bất ngờ đưa Will đến. Lúc đó cả ba đã nuôi dạy cậu nhóc mà không hề đề cập đến những bí mật này cho đến ngày hôm nay. Đã đến lúc Will phải rời đi để tìm con đường cho riêng mình. Khi Blood và Mary không còn lưu luyến gì nữa thì Ethan Stark này cũng đến lấy đi linh hồn họ đúng theo giao ước. God đã ra tay ngăn cản hắn lại để Will đưa hai người kia chạy trốn. Tập 4. Đối mặt với một đấng toàn năng nên lập God phải dùng nhiều ma thuật cấp thần hỗ trợ cùng một lúc. Không phải dùng hết sức mạnh tàn dư trong cơ thể mới đẩy lùi được sự hiện diện của Stark này khỏi nơi đây. Nhưng không lâu sau đó thì hắn vẫn có thể trỗi dậy đánh bại ông Pháp Sư già. Sự xuất hiện của Will trong cuộc đời của ba Undead đã làm cho họ quên đi mối ám ảnh về vị vua tối cao. Khi linh hồn không còn lưu luyến thì sẽ hoàn toàn biến thành những bầy tôi dưới trướng của Stark này. Will đang tự trách bản thân vì chính sự ra đời cậu đã đẩy những người thân vào nguy hiểm. Stark này đã rời đi để nỗi đau này lại gặm nhắm tâm hồn của cậu bé khốn khổ. Ba Undead không hề trách cậu về những gì đã qua, họ còn xem Will như một món quà mà thượng đế đã ban tặng. Việc nuôi dạy cậu để giúp cho cả ba tìm thấy được mục đích sống mới và thoát khỏi xiềng xích của vị vua tối cao. Mọi người chỉ có thể giúp cậu bé hoàn thành buổi cầu nguyện cuối cùng trước khi ác thần bất tử quay lại thu hồi linh hồn của họ. Khi Stark này đến, Will đã chọn cách là không đầu hàng và tiếp tục thách đấu thần linh. Hắn tạo ra vô số binh lính kiểm tra sức mạnh của cậu bé. Màn trình diễn của Will đã làm cho Stark này thay đổi kế hoạch. Hắn muốn tước đoạt cả ba linh hồn kia, đồng thời chiêu mộ cậu về làm thuộc hạ dưới trướng. Thậm chí còn hứa rằng sẽ phong cậu làm tướng cho binh đoàn bất tử của hắn và ban cho cậu một cuộc sống vĩnh hằng. Đứng trước lời đề nghị quá hời này nhưng mà cậu nhóc vẫn từ chối. Will dùng ma kiếm để tấn công vào thân thể bất tử của Stark này. Sinh lực của hắn còn bị thanh ma kiếm hút về hồi phục những vết thương trên người của Will. Tưởng rằng nhiều đó đã giành được thắng lợi nhưng mà một con rắn độc đã tấn công cậu từ phía sau lưng khiến cho Will bất tỉnh. Cậu rơi vào khoảng không gian vô tận giữa các thế giới song song. Vị thần Luân Hồi cũng xuất hiện để hỏi cậu về lý do từ chối cuộc sống bất tử Stark này ban tặng. Kiếp trước, cậu đã là một kẻ sống buông thả đến ngày trôi qua ngày,
Sống mà không có mục đích sẽ khiến cho con người ta lạc bước, không thể tìm thấy ý nghĩa của bản thân mình. Cuộc sống bất tử đối với họ như một hình phạt đọa đầy vô tận. Cậu biết rõ về điều đó sau khi gặp ba anh Dad nuôi dạy mình trong suốt thời gian qua. Biết trân trọng những thứ xung quanh và tận hưởng những gì mình có được mới là cuộc sống thật sự. Cái chết chỉ là hình thức giúp cho con người trân trọng cuộc sống hơn. Vĩnh năng là một thử thách chứ không phải là kết quả mà mỗi người nên mong đợi. Will đã lĩnh hội hết ý nghĩa của sự luân hồi nên là cậu đã được thần Raphael phù hộ. Cậu quay trở lại nhân giới với một thay đổi lớn. Phước lành từ thần ban tặng tỏa ra từ khắp nơi trên cơ thể của Will có thể đẩy lùi được tà ma. Khi Stockney nhận ra bản thân dần thất thế đã biến mất, điều hắn nhắm đến là tước đoạt ba linh hồn Andres đang ở trong điện thờ. Raphael đã cảnh báo cho cậu biết quay về để cứu giúp họ. Tập 5. Khi Will chạy đến điện thờ thì cả ba Andres đều đã bị kẻ địch kiểm soát và nghi lễ tước đoạt linh hồn cũng đã sắp kết thúc. Lúc Stockney chuẩn bị có được những gì mà hắn muốn thì phép màu đã xuất hiện. Đức mẹ Mother đã ban phước đẩy lùi bóng đêm của thần bất tử. Mary đã khóc vì cô đã phản bội lại nữ thần nhưng bà ấy vẫn có thể tha thứ và che chở cho cô ấy một lần nữa. Thần Mother không hề trách phạt môn đồ của mình, chỉ là do bản thân Mary không hề cầu xin sự tha thứ trong suốt 200 năm qua. Cô ấy muốn mình phải gánh chịu hình phạt vì đã phản bội lời thề. Nhờ sự can thiệp của nữ thần vĩ đại mà Will đã có thời gian tung ngọn lửa thiên về phía của ác thần, Stockney đã phải dồn hết năng lực để ngăn chặn luồng ánh sáng luân hồi đó lại. Khi hắn đã kiệt sức cũng là lúc Barnes phối hợp với nhau khống chế kẻ địch để cho chàng thiếu niên trẻ tung ra đòn quyết định. Ác thần bất tử đã bị đánh bại, hắn thề là sẽ trở lại và báo thù những kẻ đã phản bội giao kèo. Dù cho Will đã cứu được những người thân của mình nhưng mà giây phút chia ly cũng đã đến. Sinh tử cũng là một phần mà con người phải trải qua trong cuộc sống, nhưng mà có đứa trẻ nào lại không khóc khi nhìn thấy bố mẹ mình sắp ra đi. Will chỉ có thể cầu nguyện cho linh hồn của Blood và Mary đi vào vòng luân hồi. Dù sao, cậu cũng đã giúp cho họ không trở thành những hồn ma lang thang trong tay của Stockney. Đó cũng là những gì tốt đẹp nhất mà cậu có thể dành cho họ. Gert vẫn chưa siêu thoát vì ông ấy còn lưu luyến về phong ấn của vị vua tối cao. Ông cũng đã thương lượng với Raphael xin được nén lại thành phố người chết thêm 10 năm nữa để bảo vệ phong ấn. Gert giờ đây đã trở thành sứ giả của thần Luân Hồi nên là ông ta cũng không còn chịu ảnh hưởng của thần bất tử nữa. Ông còn tặng cho Will cả túi tiền vàng trà bá trước khi cậu nhóc lên đường. William G. Murray Blood là cái tên chính thức của Will trước khi cậu rời khỏi đây. Cậu muốn dùng nó để tưởng nhớ đến ba Andes đã nuôi dạy mình trong suốt thời gian qua. Mà mình kêu Will thôi cho nó gọn nha. Tập 6. Đã mấy ngày đường sau khi rời khỏi thành phố người chết nhưng mà Will chỉ gặp quái vật chứ không có dấu vết gì của bất kỳ sự sống nào khác. Cậu cũng không quên làm nghi lễ cầu nguyện để siêu thoát những linh hồn lang thang ở những nơi cậu đi đến. Đến một hôm, Will đã gặp được một người đầu tiên ở bìa rừng. Trong bộ dạng của người này rất giống với tiên tộc nên cậu đã dùng ngôn ngữ cổ của Ash để giao tiếp với đối phương. Cả hai cùng nhau chia sẻ bữa ăn sau cuộc đi săn. Anh chàng tóc bạc cũng biết được Will là người theo đạo vì cậu ấy hay cầu nguyện trước khi dùng bữa. Will cũng không thể nói thẳng ra về thân phận thật sự của bản thân nên chỉ có nhận là một nhà thám hiểm đang lạc đường. Nhờ người bạn mới quen mà Will biết được rằng nếu mang theo con sông sẽ đến được ngôi làng tiếp theo. Anh chàng tóc bạc có vẻ khá nổi giận khi mà cậu nhóc đề nghị được đến nơi anh ta đang sống. Thấy đối phương giữ khoảng cách nên là cậu cũng không còn cách nào khác. Will đành một mình đi tiếp theo lời chỉ dẫn của anh ta. Đêm đến, thần Raphael đã báo mộng cho cậu biết về mối họa sắp ập tới ở ngôi làng gần đó. Cả anh chàng tóc bạc cũng xuất hiện trong giấc mơ này. Will vì lo lắng nên đã cấp tốc tìm đường đến ngôi làng ngay lập tức. Rất may là khi đến nơi thì tai họa vẫn chưa xảy ra. Khi dân làng ở đây bị tấn công, cậu đã kịp thời xuất hiện ngăn cản lại. Menorov chính là anh chàng tóc bạc. Anh ấy không phải nạn nhân mà là chủ mưu trong cuộc cướp bóc lần này. Will đã dùng phép thuật của bản thân để khắc chế bùa phép của tiên tộc. Trình độ của cậu hoàn toàn vượt xa những tên cướp xuất hiện ở đây. Rất nhanh sau đó, cả toán cướp đã bị khống chế và kẻ chủ mưu Menorov cũng bại trận trong tay Will. Ngôi làng nằm trong sự cai trị của vương quốc Feral, nhưng mà vì cách xa khỏi luật pháp nên ở đây là nơi tập trung của bọn trộm và dân đen. Người sinh sống ở đây đa số nằm trong tầng lớp thấp nhất của xã hội, hay còn được gọi là những kẻ lưu vong. Những tên cướp và Manuel là người dân ở làng kế bên. Làng họ đã bị lũ quỷ chiếm đoạt nên là bất đắc dĩ họ mới lâm vào tình cảnh này. Manuel vì muốn có lương thực trong mùa đông sắp tới nên mới lãnh đạo mọi người đi cướp ở những nơi gần đó. Thấy anh chàng tóc bạc cũng vì hoàn cảnh nên mới gây ra những việc này, Will đã đề nghị lấy số vàng của mình để bồi thường thay cho những thiệt hại mà toán cướp đã gây ra. Những người dân mất nhà ở làng bên cạnh cũng được cậu giúp đỡ mang về cho họ nơi ở tạm thời. Sau đó, Will và Mano lên đường đến ngôi làng lũ ma thú đóng quân để tiêu diệt chúng. Tập 7. Will và Mano đã đến được thôn bị ma thú chiếm giữ. Bao trùm nơi đây là một bầu không khí chết chóc. Hầu hết người dân đều đã rời đi.
một số người dân chậm chân đã bị bắt lại và trở thành vật hiến tế. Manor đã dò thám và phát hiện được toàn bộ quân địch đang trú chân tại thần điện. Có hai loại quỷ trong quân đoàn này là Ukros và Matikor. Chúng đều là những loài cấp thấp mà Will vẫn có thể giải quyết được. Khi chúng đang hiến tế người dân thì Will đã tập kích vào bên trong tiêu diệt vài tên. Mới xài có mấy chiêu cơ bản mà kẻ địch đã té như rơm như rã rồi. Lúc Manor vào trong thì chỉ còn con chùm sắp ngủm của tỏi nên là nhiệm vụ của thanh niên này cũng không quá khó khăn cho lắm. Dễ là dễ với hai tay cao thủ này thôi chứ người dân thì chết vô số vì không thể đọ sức với lũ ma thú. Có người còn trở thành những undead chờ đợi ai đó đến cứu giúp. Will đã giúp những linh hồn này thanh thản ra đi. Còn Manor thì lo việc an táng những thi thể rải rác còn lại. Điểm cuối cùng họ đến là ngôi nhà của bà lão trưởng làng. Will mới gặp đã nhận ra bà ấy chỉ là một linh hồn chưa thể siêu thoát khỏi trần giới nên đã có phần khiến cho cậu cảm thấy lo sợ. Bà ấy tên là Marple, vì còn lo lắng cho người dân trong làng nên là vẫn chưa thể rời đi. Đặc biệt là bà vẫn chưa yên lòng về đứa cháu Manor. Anh chàng tóc bạc mang trong mình dòng máu bán yêu tinh nên là tuổi thọ cũng khác người thường. Manor luôn tự trách bản thân, chỉ biết nhìn những người thân của mình từ từ già đi cho đến khi từ giã cổ đời. Marple cảm nhận thấy lũ yêu quái tấn công làng không phải là một nhóm nhỏ, chướng khí của chúng hình như xuất phát từ phía trên đồi. Có thể đó là nơi đóng quân của thủ lĩnh ma thú. Những quái vật tấn công các ngôi làng xung quanh cũng bắt nguồn từ nơi đó mà ra. Khi trông thấy cháu trai đã có một người bạn đồng hành tốt bụng thì Marble đã yên lòng gửi gắm anh ta cho Will săn sóc, sau đó thanh thản siêu thoát. Những người gặp nạn bởi lũ quỷ cũng đã được Brayfield phù hộ chuyển sinh sang thế giới bên kia. Dù ngôi làng đã trải qua thảm cảnh khốc liệt nhưng mà mọi việc đều đã kết thúc nhờ sự giúp đỡ của Will và Manor. Giờ đây, người dân lại bắt đầu một trang sử mới với nhiều thử thách trước mắt. Mẹ của Manor đã mất sau khi sinh cậu ấy. Mang trong mình dòng máu bán yêu nên là cậu cũng sớm bị những người trong tộc kỳ thị. Thế là cậu đã ra đi và đến ngôi làng này nhờ sự giúp đỡ của Marble. Giờ đây bà ấy đã mất nên là Manor quyết định là sẽ đi theo Will khám phá những vùng đất mới và đánh đuổi tà ma. Will cũng đã tìm được người bạn đầu tiên trong chuyến hành trình của cậu. Tập 8. 200 năm trước khi mà cuộc chiến của quân kháng chiến nổ ra với vị vua tối cao thì thế giới đã bị chia cắt. À mà câu chuyện huyền thoại Manor đang kể là về nhóm Flood đó nha. Khi quân kháng chiến giành chiến thắng thì bản đồ thế giới cũng thay đổi. Westworld giờ là trung tâm giao thương của khu vực phía Bắc. Đó cũng là địa điểm tiếp theo mà Will hướng tới. Giữa đường đi thì cậu bắt gặp hai người dân đang bị con tinh tinh khổng lồ tấn công nên đã giúp đỡ họ. Will cứ nhìn thẳng vào mắt của con thú hoang dã kia để khiến cho nó sợ hãi rồi tự động bỏ đi. Sao giống Haki quá ta. Cách này trong phim thì được. Con vua rừng mà lỡ có gặp thì mọi người lo chuồn nhanh đi nhé, chứ đừng có nhìn nữa, nó cắn bây giờ. Hai người đang gặp nạn là cô bé hát rồng Robina và ông thương nhân già Antonio. Họ cũng đang hành hương đến Wildshire để mưu sinh. Tiện đường nên là đi cùng với nhóm của Will luôn để tránh thú dữ như vừa rồi. Càng đến gần Wildshire thì các ngôi làng cũng yên bình hơn hẳn so với các ngôi làng không được bảo hộ ở biển rừng. Will dùng thuật cầu nguyện để chữa bệnh cho người dân ở nơi đây. Nhờ vậy mà việc buôn bán đa cấp của ông Antonio cũng trở nên khá khẩm hơn hẳn. Thêm việc làm ăn phát triển tốt quá nên là cả bốn người tiếp tục đi cùng nhau sau khi rời khỏi làng. Họ nén chân ở một ngôi nhà bỏ hoang giữa cánh đồng lúa mì, đợi sáng hôm sau rồi khởi hành. Robina đã hát cho mọi người nghe bài hùng ca về cuộc chiến của ba vị anh hùng huyền thoại. Chỉ một mình Will biết thân phận thật sự của những vị anh hùng trong bài ca này là ai. Bất giác, những hình ảnh thân quen lại hiện về trong tâm trí của cậu. Câu chuyện kể về Blood, Mary và God khi còn sống đã nhận lời giúp đỡ hai đứa trẻ đánh bại con rồng hủy diệt. Trận chiến đó đã lưu giữ thành một truyền thuyết qua nhiều thế hệ cho đến tận bây giờ. Trước khi rời đi, nhóm anh hùng còn tặng cho hai đứa trẻ một cái túi đầy vàng. Sau này, hai đứa trẻ đã dùng số tiền đó gây dựng cả một đế chế. Vương quốc đó hiện giờ mang tên là Frodo. Còn cô bé bán yêu tinh thì vẫn chờ đợi được gặp lại những ân nhân năm xưa để báo đáp ân tình. Will rất vui mừng vì biết rằng trên trái đất vẫn còn người có thể cùng cậu hàn huyên về chuyện của ba vị anh hùng đó. Cậu hy vọng sẽ có ngày mình được gặp vị công tước bán yêu tinh đó để kể cho bà ấy nghe những câu chuyện về nhóm Blood. Will muốn tiếp tục cuộc hành trình này để tìm thêm nhiều người bạn mới, cứu giúp những linh hồn lạc lối ở khắp nơi, thực hiện ý nguyện của thần Luân Hồi. Antonio và Robina cũng rất muốn được làm những người bạn đồng hành cùng cậu. Tập 9. Cuối cùng thì nhóm của Will cũng đã đến được thủ phủ của Wildshire. Không khí bước vào thành phố rất nhộn nhịp và tấp nập. Thuyền của các lái buôn liên tục cập bến từ khắp mọi miền. Việc giao thương thuận lợi cũng giúp cho cuộc sống người dân nơi đây phát triển nhanh chóng. Đây cũng là nơi duy nhất có phòng tắm trong khu vực Somat. Thức ăn ở các cửa hàng trong thành phố thì khỏi phải bàn cãi. Ăn uống hả hê rồi thì mọi người đi cùng với Will đến điện thờ trung tâm thành phố tham quan tiện thể cho thanh niên sùng đạo làm lễ ABCD gì đó. Ngạc nhiên là vị thần mà Will thờ phụng lại không mấy phổ biến tại nơi đây.
Tu sĩ quản giáo cũng hơi tỏ ra nghi ngờ vì sợ Will giả danh môn đồ của các vị thần ít ai biết đến rồi truyền bá tà ma ngoại đạo của các thần cho người dân trong thành. Các tu sĩ cấp cao hiện giờ cũng không có mặt ở trong điện vì họ đã được cử đi giải quyết lũ quỷ hoành hành ở những nơi khác gần đó. Tổng giám mục Barclay đã xuất hiện để hỏi rõ mục đích cậu nhóc đến đây là gì. Khi nghe đến vị thần thắp sáng thì ông ấy đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ vì thật ra Preview là một vị thần thánh đánh mất vị thế. Will đề nghị dùng kỹ thuật ban phước để chứng minh thân phận nhưng mà đã bị tổng giám mục quát trong một trận. Phép thuật từ thần linh ban tặng không phải là món đồ có thể phô trương ra ngoài để khoe khoang với người khác. Sparkley chấp nhận cho Will vào điện thờ với một thái độ miễn cưỡng rồi rời đi dự tiệc trong cung điện. Danh tiếng của Sparkley cũng không mấy tốt đẹp lắm. Mọi người cho rằng ông ta quá mải mê vào các bữa tiệc chính trị mà bỏ bê giáo đường. Không lâu sau đó, có một con rồng bất ngờ xuất hiện tấn công thành phố. Người dân bị thương ở khắp nơi nhưng mà lực lượng binh sĩ trong thành lại không thể ngăn cản sức hủy diệt của con rồng. Các pháp sư cấp cao lại không có mặt trong lúc này nên là Will đành phải ra tay. Cậu quá gấp rút nên là chỉ dùng lôi điện bắn loạn xạ mà không trúng mục tiêu. Mena đã giúp cậu kiềm chế lại rồi bình tĩnh tìm cách chiến đấu. Cả hai đã hợp lực ma pháp bắt con rồng lại nhưng mà chẳng mấy chốc nó vẫn có thể vùng vẫy phá tan xiềng xích. Dù không thể làm tổn thương con Wyvern nhưng mà chí ít thì nó cũng đã bị thu hút sự chú ý vào nhóm của Will và không tấn công người dân vô tội nữa. Nó lao vào tấn công lớp lá trắng mà Will tạo ra rồi xả chứng khí tà ác đi khắp nơi. Khi con mồi đã vào vị trí ít người, thì cả hai mới dồn hết pháp lực trói buộc con rồng một lần nữa. Khi này cách làm của họ đã có tác dụng. Khi nó định khẹt lửa kéo theo mọi người xung quanh cùng xuống âm phủ thì Will đã tay không lao đến kẹp cổ con quái vật. Người dân quan sát mà được phen hú hồn. Người thường kiểu gì mà có đủ khả năng bẻ cổ luôn ma thú Wyvern thế này? Danh tiếng chàng thiếu niên trẻ tiêu diệt ác thú được đồn thổi đi khắp nơi và đến tai điện hạ nên là ngài đã mời Will đến diện kiến. Nhà vua rất kinh ngạc với sức mạnh của vị anh hùng trước mặt mình. Điều đó vừa làm điện hạ khâm phục vừa làm cho ngài có một cảm giác e sợ. Nhà vua cũng biết về việc các ngôi làng ngoài rìa lãnh thổ sau mắt cũng gặp nạn bởi lũ quái vật thông qua lời kể của Will, nhưng binh lực không cho phép nhà vua gửi quân tiếp viện đến những nơi quá xa được. Các vùng lân cận cũng thường xuyên bị tấn công và binh lực triều đình chỉ đáp ứng đủ cho những nơi gần qua sau nhất. Tập 10. Will đã đề nghị được lập một đội quân đánh đuổi quái vật nhưng mà việc này lại tạo thêm một mối nguy hại khác cho vương quốc. Nếu nhà vua không thể kiềm hãm sức mạnh từ đội quân này thì uy quyền của lãnh chúa sẽ bị suy giảm. Việc Will đưa ra đề nghị tạo lập quân đội riêng có thể quy vào tội làm phản và hành quyết ngay lập tức. Will cũng chỉ biết nói thật hết những suy nghĩ trong lòng để thuyết phục nhà vua. Cậu chân thành muốn cứu giúp những người nơi phương xa theo ý nguyện của các vị thần chứ không hề muốn tranh giành quyền lực với bất kỳ ai cả. Tổng giám mục Basley đã chen ngang buổi đàm đạo ngay sau đó. Ông ấy làm ầm lên vì nhà vua cho triệu tập một môn đồ của thần điện không thông qua ý kiến của ông ta. Từ lúc nào mà Will đã được chấp nhận làm thành viên của thần điện cũng không hay. Sáng nay điện hạ cũng đề xuất với điện thần phong tước hiệp sĩ cho Will. Có lẽ ngài đã bị những lời nói thật lòng khi nãy của cậu nhóc lay động phần nào nên mới đưa ra quyết định này. Khác với những lời đồn về tổng giám mục Basley, ông ấy không thường xuyên phô trương cầu nguyện trước mặt các tín đồ là vì không muốn phí phạm nguyện ước của thần linh. Ngoài kia đầy rẫy những kẻ xấu muốn lợi dụng phép màu này để tư lợi cá nhân nên là Basley cân nhắc rất kỹ trước khi cầu nguyện cho một ai đó. Will và Manor cùng nhau đến quán rượu để chiêu mộ thêm lực lượng. Vì ngân sách có hạn và việc cứu giúp người khác cũng không hề có phần thưởng nên là những người ở đây cho rằng chỉ có kẻ điên mới liều mạng chiến đấu mà không có tí đồng bạc nào. Cũng may cho cậu là ở đây cũng có một vài tên điên thích thú với ý tưởng này. Đặc biệt trong số đó còn có kiếm sĩ Roy Stop, một anh hùng nổi danh trong khu vực. Sau đó là buổi lễ phong tước hiệp sĩ cho Will trước khi cậu lên đường rời khỏi Westworld. Tập 11. Đội quân do Will lãnh đạo tràn đầy khí thế tiến về các ngôi làng nghèo đói. Họ còn mang theo lương thực lẫn thuốc men giúp đỡ cho những người dân nơi đây. Vũ khí cũng được phân phát cho người dân để họ có thể tự bảo vệ bản thân khi lũ quỷ tấn công. Tổng giám mục cũng gửi theo một vài tu sĩ đi theo để chữa trị bệnh tật cho người dân. Lực lượng binh sĩ thì do Freytop chỉ huy đẩy lùi yêu quái trong khu vực. Mọi việc khi đi vào quỷ đạo thì các ngôi làng cũng không còn u ám như xưa nữa. Vì không bị quái vật đe dọa nên là thương nhân cũng qua lại nhiều hơn trong làng. Mấy ngày sau, Will nhận được tin một nhóm binh sĩ vẫn chưa trở về trong nhiều ngày qua. Cậu cùng vài người ưu tú đã lần theo dấu vết để tìm những binh sĩ đang thất lạc. Khi cả nhóm đến một khu vực u ám thì chỉ tìm thấy xác của các chiến binh. Khác thường hơn là một cái xác đã bị cắt mất phần đầu. Bọn quỷ đã dùng nó để dụ cả nhóm vào giữa thung lũng hiểm trở, sau đó xuất hiện ở tứ phía bao vây. Will đã dùng thuật cường hóa cho các binh sĩ ở đầu phòng tuyến, nhưng số lượng quân địch quá áp đảo nên là họ cũng không thể cầm cự như thế mãi được. Ma thú vương lại còn xuất hiện đẩy mọi người vào tình huống khốn khổ hơn trước. Manor đã xả thân ngăn con chùm cuối lại, nhưng mà rồi cậu cũng bất lực hứng chọn ngọn lửa hắc ám của nó. Will chứng kiến người bạn đầu tiên bước vào cửa tử đã không thể kiềm chế được cơn giận và lôi ma kiếm ra sử dụng.
Cậu thỏa sức chém giết điên cuồng như muốn trốn hết cơn giận đang cắn xé trái tim của mình. Phút chốc, cả chiến trường đã đầy rẫy xác của những con quái vật chồng chất lên nhau. Khi cậu quay sang cầu nguyện chữa trị cho Mena thì chính bản thân Will cũng đã đến giới hạn khiến cậu chìm vào cơn mê ngay sau đó. Lúc Will tỉnh lại thì cậu đã được mọi người đưa về làng. Mena tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng mà vẫn đang còn hôn mê suốt mấy ngày nay. Will nhận ra rằng vì bản thân quá mạnh nên là trách nhiệm cũng quá lớn. Bất kỳ ai tiếp xúc với cậu đều bị lôi vào những cuộc chiến thảm khốc. Thần Raphael đã xuất hiện trong tâm trí Will để an ủi cậu vì những chuyện đã xảy ra. Nhưng việc vượt qua căn bệnh của kẻ mạnh thì chỉ có bản thân Will mới có thể tự mình vượt qua được. Tập 12. Will đã một mình đi tìm ma thú vương trả thù. Mena cũng xuất hiện ngăn chặn lại. Hành động ích kỷ này đã đẩy cả hai vào một cuộc chiến không cần thiết. Will vì không muốn Mena vào nguy hiểm một lần nữa nên đã bẻ gãy một tay cậu ấy. Nhưng mà vết thương này vẫn không thể ngăn cách tình bạn của hai người họ. Bản người tình đã dùng hết linh lực để tấn công người bạn kia. Nỗi đau mà Will đang gánh chịu cũng như cảm giác mà Mena phải đứng nhìn người bạn mình bước vào trận chiến khốc liệt mà không thể làm gì giúp cậu ấy. Mena nổi giận vì cậu ấy thật sự xem Will như một người bạn của mình. Bản yêu chấp nhận hy sinh mạng sống để bảo vệ tri kỷ, nhưng mà người bạn kia lại xem nhẹ điều đó. Bỏ mặc người đồng đội sau lưng để quay lại chiến trường thảm khốc. Cuối cùng thì Will đã nhận ra sai lầm của mình và quay lại làng của mọi người. Họ bàn bạc kỹ lưỡng chiến thuật để tái đấu với ma thú vương. Tất cả đều quyết tâm hơn nhiều nên là sức mạnh của họ cũng đã được đẩy lên cao đến mức đáng ngạc nhiên. Các chiến binh đều đã sẵn sàng hy sinh cho trận tự chiến cuối cùng. Nhờ được chuẩn bị kỹ lưỡng nên là đội hình cũng chặt chẽ và mang lại hiệu quả khi giao tranh nổ ra. Lũ quái vật cũng đã không còn chiếm được nhiều ưu thế như trận trước được nữa. Will và Mena là hai người đầu tiên đến vị trí ma thú vương. Mục đích của đám yêu ma này là gây rối ở khu vực phía nam, nơi vị vua tối cao của chúng bị phong ấn. Càng khiến người dân ít hướng về phía này thì phong ấn sẽ càng suy yếu, nên là vùng đất phía nam mới là điểm nóng xuất hiện quái vật. Tuy ma thú vương rất mạnh nhưng mà vì cơ thể nó là tập hợp của những linh hồn khác nhau nên là phản xạ là điểm yếu duy nhất. Will và Mena cũng hiểu ra điều đó nên là cả hai chỉ tấn công phối hợp từ nhiều phía chứ không dồn hết pháp lực vào một đòn duy nhất. Chỉ sau vài đòn thì con quái vật đã chằng chịt cái vết thương khắp cơ thể. Mena chớp thời cơ kiềm hãm chuyển động của nó để Will tung ra nhát thương quyết định siêu thoát linh hồn u ám. Phối hợp combat bấy bá thế mà khi cả hai bước vào điện đã thấy Vrestop ở chổng làm thịt xong một con quái khác. Dù không trực tiếp quan sát trận đánh mà trông thấy kết quả thôi cũng biết tên này cũng ra trò đấy chứ. Mọi người đã thành công đem yên bình về cho dân làng. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây vì còn một vấn đề mà Will phải giải quyết là những ngôi làng đang phát triển cần có một người lãnh đạo. Người dân ở đây thì chỉ tin tưởng vào người duy nhất là Will nên bắt buộc cậu phải đảm nhận vị trí này. Dù thân phận đã thay đổi nhưng mà Thánh Hiệp Sĩ không lúc nào quên đi nhiệm vụ của mình. Cậu ta luôn giúp đỡ người dân đánh đuổi lũ quái vật và ra sức bảo vệ vùng đất do mình cai trị. Mùa đông đã đến, Will lên đường cùng với Bee đi đến nơi của thiên đường pháp thuật ngôn từ. Truyền thuyết còn gọi nơi đó với cái tên Học viện Hiền Giả. Xung quanh khu vực này là một cánh rừng rộng lớn, nó còn được các pháp sư bảo vệ bởi những thần chú cạm bẫy. Bất kỳ ai có mưu đồ xấu khi đến nơi đây đều sẽ bị mê lộ khiến cho lạc lối vĩnh viễn. Trên đường đi, cả hai đã may mắn gặp được ông lão canh rừng cho học viện. Người bảo vệ đã hỏi hai vị khách phương xa về lý do họ đến đây là gì. Vốn dĩ, Học viện Hiền Giả không hề chấp nhận cho người lạ tiến vào bên trong. Lão canh rừng cần xác định thử xem Will và Bee có phải là người tốt hay không rồi mới quyết định cho họ đi tiếp được. Với tâm hồn lương thiện, Thánh Hiệp Sĩ đủ tỉnh táo để hiểu rằng đối phương đang muốn thử lòng mình. Cậu không hề sử dụng phép thuật khi giúp đỡ ông lão trong việc tìm củi sưởi ấm. Will đã tự mình đi thu nhặt từng cành cây về để tặng ông lão. Thân phận thật sự của người canh rừng là Haram. Ông ấy là một giáo sư của học viện. Buổi gặp mặt vừa rồi đã giúp cho Haram biết rằng hai vị khách phương xa đến đây không hề có ý định xấu. Một thứ ánh sáng màu nhiệm ngay lập tức đã xua tan đi làn sương mờ xung quanh cánh rừng. Con đường dẫn đến Học viện Hiền Giả cũng đã hiện ra trước mặt Bee và Will. Cả hai sẽ là trường hợp đặc biệt được Học viện phê duyệt viếng thăm trong thời gian ngắn. Tại đây các giáo viên có cách để nhận biết một người có tài năng ma pháp hay không. Vì phải thường xuyên phải dùng ngôn từ pháp thuật nên tính cách của người sử dụng sẽ được thể hiện thông qua lời nói của họ. Ví dụ một đứa trẻ hay cọc cằn thì sẽ thường buông ra những lời nói gay gắt. Nếu tiếp tục nuôi dạy đứa trẻ đó thì e rằng một ngày nào đó tai họa sẽ ập đến. Ngược lại những người điềm đạm và ôn hòa như Will thì ngôn từ pháp thuật được sử dụng cũng sẽ trở nên trong sáng hơn rất nhiều. Mục đích của Thánh Hiệp Sĩ và cô bé Hát Rong khi đến đây là để đọc những cuốn sách cổ đại. Will thì muốn biết về thời gian 200 năm trước không hề được nhắc đến trong lịch sử. Cậu mong rằng mình sẽ tìm thấy thứ gì đó hữu ích để giúp vùng đất của mình cai trị tiếp tục phát triển lớn mạnh hơn nữa. Bee thì chỉ muốn tìm hiểu về lịch sử, cô bé sẽ biến những câu chuyện của những vị anh hùng cổ đại thành bài hát để truyền lại cho mọi người trên khắp thế giới. Tập 2. Will và Mano đã tiến sâu vào rừng để tìm hiểu những điều bất thường đang xảy ra trong thời gian vừa qua.
Họ phát hiện được cây đại thụ vua nhựa ruồi đã bị ngôn từ bán bổ, bủa vây nên là không khí mới trở nên nồng nặc mùi sát khí đến như vậy. Vài ngày trước, cánh rừng bỗng trở nên héo tàn không rõ nguyên do. Cây trái thì không thể sinh sôi nảy nở được. Thánh kỵ sĩ cùng với bán Ale đã nhận lệnh từ Aethel, thì điện hạ đi điều tra vụ việc. Toàn bộ vùng đất này được cai trị bởi hai vị vua là vua sồi và vua nhựa ruồi. Đó chính là hai cây cổ thụ song sinh giúp cây cối phát triển và tạo môi trường sống thuận lợi cho các sinh vật khác trong khu rừng. Hai vị vua này sẽ thay phiên nhau cai quản hai mùa là đông chí và hạ chí. Việc nhượng quyền cai quản phải diễn ra đúng thời gian thích hợp để khu rừng không bị ảnh hưởng. Những hiện tượng lạ xảy ra trong thời gian vừa qua đã khiến bán eo nghi ngờ rằng hai vị vua cổ thụ đã không chuyển giao quyền lực khi hạ chí đến. Menno và Will đã đến hỏi cho ra lẽ ngài vua sồi. Thật ra, ông ấy cũng không biết được chuyện gì đang xảy ra. Chính vua nhựa ruồi mới là kẻ không nhận lấy vương quyền. Vua sồi cũng đã cố liên lạc với người anh em song sinh nhưng tất cả đều không có tác dụng. Liên kết giữa hai người họ đã bị ngắt từ vài hôm trước khi mà cánh rừng bị suy thoái. Menno đã đề nghị nhà vua sồi hãy giao vương quyền lại cho mình. Bán eo sẽ đích thân đem thứ sức mạnh phi thường đó đến chỗ vua nhựa ruồi thực hiện quá trình chuyển giao. Đây cũng coi là một kế hoạch lý tưởng nhưng bên cạnh đó rủi ro cũng rất lớn. Cơ thể Menno chỉ mang một nửa dòng máu tinh linh. Nếu chẳng may sức mạnh này vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu ta thì linh hồn sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Bất chấp những lời cảnh báo trên, Menno vẫn quyết tâm muốn tiếp nhận vương quyền cho bằng được. Trải qua vài ngày tiến hành thử thách, cuối cùng bán eo cũng đã đạt đủ điều kiện để nhận lấy vương quyền. Cả hai tiếp tục lên đường đến khu vực vua nhựa ruồi đang sinh sống để thực hiện phần việc còn lại. Khi đến nơi, Menno và Will đã đại chiến một trận kịch liệt với lũ quái vật. Thì ra là bọn này đã thao túng vua nhựa ruồi và ngắt kết nối với vua sồi nên là quá trình chuyển giao quyền lực mới không được diễn ra theo đúng thời điểm dự tính. Ngay khi vừa tiêu diệt bè lũ thế lực hắc ám, Menno đã giao lại vương quyền cho vua nhựa ruồi như những gì đã hứa. Ông ấy lập tức thi triển sức mạnh để biến cánh rừng tràn ngập sát khí trở về màu xanh tươi tắn như trước. Để trả ơn cho hai chàng trai trẻ, vua nhựa ruồi đã cảnh báo cho họ biết rằng tai họa sắp ập đến nhân loại. Lời tiên tri có viết rằng ngọn lửa tai họa màu đen sắp bừng lên ở rặng núi sát. Lửa sẽ lan rộng và thiêu rụi tất cả mọi thứ trên vùng đất này. Kết thúc chuyến đi, Aethel, Điện Hạ đã rất cảm kích khi mà Menno và Will đã hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc. Đồng thời Điện Hạ cũng tỏ ra lo lắng sau khi nghe Thánh Hiệp Sĩ đề cập tới lời tiên tri nhân loại sắp bị nhấn chìm trong biển lửa. Will đã xin Aethel cho phép mình lo liệu việc liên quan đến rặng núi sát. Nếu họ có thể triệt tiêu hoang ổ đó thì lời tiên tri cũng sẽ không còn đe dọa đến tương lai của nhân loại nữa. 200 năm trước, có một quốc gia rất hùng mạnh từng tồn tại ở rặng núi sắt. Thế nhưng, mọi chuyện đã biến chuyển xấu đi khi mà lũ quỷ kéo đến xâm lược nơi này. Thủ lĩnh bộ tộc người lùn của một vài binh lính tinh nhuệ đã quyết một trận tự chiến với kẻ địch nhưng cuối cùng họ vẫn hy sinh mà không thể giành lấy được chiến thắng. Tập 3. Một năm trước, có một nhóm người lùn đã đến vùng đất Will cai trị để tị nạn. Trong họ có vẻ khá cảnh giác đối với những người dân xung quanh. Dáng vóc của thần dân rặng núi sắt năm nào đã không còn oai nghiêm lẫm liệt như trước. Truyền thuyết có viết lại rằng người lùn chính là con cháu của thần Ple. Mỗi chiến binh đều có bản năng chiến đấu rất dũng mãnh. Vậy mà giờ đây tộc người lùn đang phải lang thang phiêu bạt tứ xứ. Họ không thể nào trở về quê nhà được. Chiều hôm đó, Will đã đích thân đi đến khu vực những người lùn sinh sống để thăm hỏi họ. Bộ tộc tỏ ra rất biết ơn và nhận được sự giúp đỡ của Thánh Hiệp Sĩ. Tuy giờ họ đã có thể sống trong hòa bình nhưng chẳng mấy ai vui vẻ vì điều đó. Mỗi người họ đều ước mơ có thể một lần trở về quê nhà. Dù cho có phải bỏ mạng dưới tay quân thù thì những người lùn cũng mãn nguyện. Chuyện gì đã xảy ra vào 200 năm trước? Theo lời những người nhập cư kể lại rằng rặng núi sắt từng rất phồn hoa và phát triển. Quân chủ tộc người lùn cũng rất tốt bụng. Ông ấy luôn quan tâm giúp đỡ thần dân của mình. Những ngày tháng tươi đẹp đó đã bị hủy hoại khi ngọn lửa đen ập đến. Lũ quỷ đã cử sứ giả đến kêu gọi bộ tộc người lùn hãy quy hàng. Nhà vua vì không muốn làm mất danh dự của bộ tộc đồng thời cũng không muốn lãng phí sinh mệnh của các thần dân nên là ông ấy bắt buộc phải đưa ra một mệnh lệnh khó khăn. Quân chủ sẽ ở lại đại chiến với lũ quỷ cùng với những chiến binh tinh nhuệ. Còn những ai không đủ khả năng tham chiến sẽ phải chạy trốn. Họ cần phải cố gắng sống sót để tộc người lùn không bị tuyệt diệt. Kể từ sau ngày hôm đó, rặng núi sắt đã trở thành hang ổ của lũ quỷ. Vị quân chủ đã chết cùng với hàng ngàn binh lính tinh nhuệ. Những người sống sót của tộc người lùn thì phải tha hương đi khắp nơi cùng với nỗi nhục vì đã đánh mất quê nhà. Will đã ngỏ lời được nhận Ru về làm tùy tùng dưới trướng. Thân phận của anh chàng này rất là cao quý trong bộ tộc người lùn. Trong người Ru đang chảy dòng máu của vị quân chủ từng quyết một trận tử chiến với kẻ địch để bảo vệ quê hương. Do mang thân phận cao quý nên từ nhỏ đến lớn Ru luôn được những người khác bảo bọc. Điều này đã làm anh ta trở nên nhút nhát và không thể nào tự mình đưa ra những quyết định chính chắn.
Lời đề nghị của Will chính là cơ hội để Rue có thể thay đổi cuộc đời của mình. Rue đã chấp nhận làm tùy tùng cho thánh kỵ sĩ mặc kệ những người trong tộc kịch liệt phản đối như thế nào. Tập 4. Những ngày sau đó, Rue đã phải tham gia vào những chuyến tập huấn khắc nghiệt. Ngoài việc sáng nào cũng phải chạy bộ mấy chục cây số ra thì anh ta còn phải đấu tập với Mano. Will muốn Rue phải cải thiện khả năng chiến đấu của mình để sau này anh ta có thể tự lo liệu nếu vô tình chạm trán với quái vật. Thánh hiệp sĩ cũng rất muốn lấy lại quê nhà cho bộ tộc người lùn, nhưng kẻ địch ở đó quá đáng sợ. Con chùm đang ẩn mình trong rặng núi đen chính là Rồng Valakia. Sức mạnh hủy diệt của nó chỉ xếp sau những vị thần toàn năng. Nếu bây giờ Will dẫn quân đi chinh phạt và nhận thất bại thì người dân đang sinh sống ở vùng đất này cũng sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng. Vài hôm sau, Roy Stop đã trở về thông báo rằng khu vực xung quanh nơi đây đã được bảo vệ an toàn. Hầu hết lũ quái vật đều đã bị anh ta đánh đuổi đi nơi khác. Người dân cũng được một mùa vụ bội thu nhờ vào năng lực tự nhiên của vua nhựa ruồi. Rue thì ngày càng mạnh lên sau những khóa huấn luyện khốc liệt. Mọi thứ đang dần đi theo quỹ đạo mà Will mong muốn. Thánh hiệp sĩ đã quyết định cho Rue được tham gia một chuyến phiêu lưu đầu tiên đi đánh đuổi quái vật. Nơi mà hai người họ hướng đến là một khu hầm bị bỏ hoang ở bì rừng. Ngay khi vừa đặt chân vào bên trong, một luồng sức mạnh khủng khiếp đã đè nặng lên cơ thể của hai người. Tập 5. Con tưởng là cái địch mạnh lắm mà ngờ đâu người đang tỏa ra sát khí ngút trời bên trong đường hầm lại là Stugney. Cho ai chưa biết thì đây chính là tên gọi của vị thần bất tử đấy nha. Trước đây, hắn từng phái tiếng vọng đến đánh với Will một trận kịch liệt. Hôm nay, Stugney xuất hiện không phải vì muốn báo thù cho thất bại lần trước. Hắn muốn cảnh báo cho Will biết rằng cậu ấy sẽ thất bại nếu dám thách thức Rồng Valakia. Con quái vật đó còn được gọi là lưỡi hái của những vị thần toàn năng. Ở thời đại cổ xưa, Tà Long luôn chiến đấu vì thắng lợi, vì cướp bóc, chứ hắn không hề tuân theo bất kỳ đức tin nào. Các vị thần đã phải chiêu mộ Valakia về phục tùng dưới trướng vì sức mạnh của nó quá khủng khiếp. Các vị thần cũng không muốn phải đối đầu trực diện với sinh vật này. 200 năm trước là lần đầu tiên Tà Long bị thế lực hắc ám thao túng. Hậu quả cho việc đó là cả một quốc gia phồn thịnh như rặng núi đen đã bị hủy hoại chỉ trong một đêm. Sau trận đánh, con rồng cũng đã bị thương nên nó mới án binh bất động cho đến tận ngày hôm nay. Stugney là một trong số những người có cơ hội chứng kiến toàn bộ sự việc. Vì quân chủ tộc người lùn đã chiến đấu can trường đến hơi thở cuối cùng, lưỡi gươm của ngài ấy đã làm một bên mắt của Valakia phải mất đi ánh sáng vĩnh viễn. Nói tóm gọn lại, Stugney chủ động xuất hiện là vì không muốn Will phải bỏ mạng. Hắn đã thấy trước được viễn cảnh rất thảm khốc nếu thánh hiệp sĩ thách đấu Tà Long. Cái chết của cậu ta còn làm cho người dân bị liên lụy theo. Việc tốt nhất mà Will có thể làm lúc này là chờ đợi cho đến khi bản thân đủ mạnh so với Valakia rồi hẳn tính đến tới những chuyện sau đó. Tiếng gầm rú của Tà Long đã làm cho những sinh vật khác trong khu rừng trở nên điên loạn. Kể cả tộc khổng lồ cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi âm thanh đầy sát khí này. Bình thường họ rất nhút nhát, nhưng sau khi nghe được tiếng gầm rú của Valakia thì thậm chí đã hoàn toàn mất kiểm soát. Một tộc nhân của tộc khổng lồ đã điên cuồng chạy đến như muốn ăn tươi nuốt sống Will. Cậu ấy có đủ khả năng để tiêu diệt đối phương nhưng thánh hiệp sĩ đã không làm điều này. Will chỉ đánh tộc nhân khổng lồ bất tỉnh, đòn đánh đó vẫn đủ mạnh để anh ta có thể lấy lại quyền kiểm soát lý trí. Sau đó, tộc nhân khổng lồ đã trở về để cảnh báo sự nguy hiểm cho những người khác. Cả bộ tộc khổng lồ sẽ tạm thời đi di cư lánh nạn trong thời gian sắp tới. Họ cũng đã hứa rằng sẽ giúp đỡ bất cứ khi nào nhận được hiệu lệnh của thánh hiệp sĩ. Vài ngày sau, thành phố Will cai trị liên tục phải đối mặt với những cuộc tấn công bất ngờ từ lũ quái thú. Nguyên nhân dẫn đến sự việc này vẫn là do tiếng gầm rú của Valakia khiến cho những sinh vật khác trở nên khát máu tấn công con người. Khi sự việc đã cao trào đến mức đỉnh điểm thì tộc người lùn đã kéo đến chỗ Will để hỏi cho ra lẽ. Bọn họ muốn biết được rằng thánh hiệp sĩ có cử quân đi chinh phạt rặng núi đen hay là không. Nếu cứ để tình hình quái vật tấn công như những ngày nay thì sớm muộn gì, vùng đất này cũng sẽ chìm trong biển máu. Tập 6. Ngày hôm sau, Will cùng một vài thành viên đã lên đường đi chinh phạt rặng núi đen. Do lần này phải đối mặt với sinh vật rồng nên là nhóm chinh phạt chỉ có 5 người tham gia. Bọn họ sẽ mang theo con sông để tiếp cận khu vực hang ổ của kẻ địch với hy vọng là có thể tập kích đối phương một cách bất ngờ. Trên đường đi, cả nhóm đã trôi dạt ngang qua khu vực đầy rẫy sương mù bao phủ. Thật ra đây là thần chú bảo vệ lối vào thành phố người chết. Đó cũng là nơi Will được 3 người hiệp sĩ nhận nuôi khi còn bé. Cậu ấy dư sức để vượt qua hết những cạm bẫy mà ông mình đã thiết lập xung quanh. Cũng đã từ rất lâu rồi Will chưa có cơ hội trở về quê nhà. Nhưng dịp đi ngang qua nơi đây thì nên là thánh hiệp sĩ đã đến ngôi đền trên sườn núi để ôn lại những kỷ niệm xa xưa. Tuy Ruth và Marie đã bước sang thế giới luân hồi, nhưng mà ông Ruth vẫn còn đó. Ngài hiền giả tỏ ra rất vui mừng khi trông thấy đứa cháu mình từng nuôi nấng ngày nào đã trở về. Tình cờ hơn là một người trong nhóm thám hiểm còn từng nhận được sự giúp đỡ của ông Ruth vào 200 năm trước. Khi tộc người lùn đang phải tha hương đi tứ xứ thì ngài hiền giả đã giúp đỡ họ rất nhiều.
Nhờ có ơn huệ đó nên là họ mới có cơ hội tiếp tục tồn tại đến ngày hôm nay. Ngài hiền giả đã biết được lý do tại sao đứa cháu mình lại đi ngang qua đây và ông không hề ủng hộ điều đó. Nói về chuyện sinh vật tà long, Valakia đã sinh sống rất gần ngôn ngữ sáng tạo trong quá khứ. Dù cho Will có độ sức mạnh phép thuật cỡ nào thì chắc chắn rằng cậu ấy cũng sẽ là bên thua thiệt. Còn nếu so sánh về sức mạnh chiến đấu vật lý thì lại càng khập khiễng hơn nữa. Cơ thể tà long không chỉ mạnh mà tốc độ di chuyển còn rất nhanh nhạy. Nó đã từng trải qua rất nhiều trận chiến đẫm máu. Kinh nghiệm thực chiến của tà long hoàn toàn vượt trội so với nhóm chinh phạt. Thánh hiệp sĩ hoàn toàn hiểu được tất cả những điều đó. Cậu ấy đã chấp nhận cái chết kể từ khi lên đường đi chinh phạt. Will thà đổi mạng mình để lấy sự bình yên cho mọi người còn hơn là tiếp tục sống nhẫn nhịn mặc kệ cái ác tung hoành gieo rắc tai ương khắp nơi. Will đã dẫn mọi người đến căn phòng chứa trang bị cổ đại. Tất cả vũ khí ở đây đều từng được các vị anh hùng dùng để đánh bại vua tối cao. Tập 7. Sau khi dùng bữa tối, Will đã không thể nào ngủ được vì cậu liên tục nhớ về những hình ảnh của Luke và Mary. Hai người đó hiện giờ đã không còn sống nữa kể từ sau lần giao chiến với tiếng vọng của thần bất tử Stark này. Cũng đã sắp đến lúc nhóm chinh phạt phải nói lời chia tay với ngài hiền giả. Sáng hôm sau, mọi người đã lên đường tiếp tục chuyến hành trình đến rặng núi đen. Theo những gì tộc người lùng nhớ được thì có một khu rừng nằm ở phía tây quốc gia sắc đen. Đó là khu vực tộc Elf sinh sống trước kia. Mối quan hệ giữa hai quốc gia này không được tốt đẹp cho lắm vì tộc người lùng thường xuyên đốn cây trong rừng làm củi. Tộc Elf thì lại rất ghét điều đó. Có giai đoạn hai bên cạnh tranh rất gay gắt với nhau nhưng may là không hề có chiến tranh xảy ra. Thời điểm lũ quỷ kéo đến tấn công rặng núi sắt, tộc Elf đã không thể gửi quân đến giúp đỡ vì họ cũng bị thiệt hại nặng nề. Đã 2 năm trôi qua, khung cảnh xung quanh nơi đây cũng đã thay đổi đáng kể. Cây cối không còn xanh tươi như trước, không khí thì bị bao trùm bởi mùi của quái vật và xác chết. Will phải sử dụng thuật thanh tẩy để tiêu diệt toàn bộ đám quái vật đang lẩn trốn bên dưới mặt nước. Dù khó khăn đã được đẩy lùi nhưng mà mọi người vẫn hết sức lo sợ vì không biết phía trước còn những thử thách gì đang chờ đợi họ. Thánh hiệp sĩ cũng đã cầu nguyện cho những linh hồn lang thang có thể siêu thoát. Tất cả những cái xác ở đây đều là của những chiến sĩ từng giao chiến với đội quân quỷ. Dù đã chết nhưng mà họ không thể nào yên lòng bước sang thế giới bên kia được. Nhóm chinh phạt đã thay họ đảm nhiệm trọng trách đẩy lùi thế lực hắc ám, lấy lại sự bình yên trong vùng đất này. Đi thêm một đoạn nữa thì Merle phát hiện có một cô gái thuộc tộc Eo đang bị quái vật tấn công. Cả nhóm ngay lập tức chuẩn bị trạng thái phòng thủ trước kẻ địch. Cũng may là đối thủ lần này không quá mạnh, mọi người đã thành công trấn áp quỷ rắn và cứu lấy nạn nhân đang bị tấn công. Tập 8. Tên của cô gái vừa gia nhập nhóm là Dinelin. Cô ấy là người thuộc tộc Elf sinh sống ở vùng đất phía Tây. Tình trạng của người dân nơi đó đang ở mức báo động. Dinelin đã tình nguyện rời bỏ làng để nhường phần lương thực dự trữ cho người già và trẻ em. Trong những năm qua, khu rừng đã bị chướng khí của tà long làm cho ô uế. Các sinh vật sống xung quanh hầu như đều đã rời đi nơi khác hoặc là bị lũ quỷ tiêu diệt. Điều này làm ảnh hưởng rất nhiều đến ngôi làng nằm ở vùng đất phía Tây. Người dân không thể nào săn bắt vì sinh vật sống trong rừng không còn nữa. Thậm chí, họ còn mắc bệnh vì hít phải không khí độc xung quanh do xác chết bốc lên. Nhóm chinh phạt đã đi đến ngôi làng Eo để tìm hiểu tình hình thực tế. Bằng sức mạnh của vị thần đăng hỏa, Will đã thay mặt thần linh chữa trị hết bệnh cho tất cả người dân trong làng. Sứ giả của thần bất tử lại xuất hiện để cảnh báo cho thánh hiệp sĩ biết rằng cái chết đã đến rất gần. Giống như lời răng đã viết, nếu Will thách thức lưỡi hái của những vị thần thì thứ đang chờ đợi cậu ta chỉ có kết cục bi thảm. Thánh hiệp sĩ bắt buộc phải hy sinh mạng sống của một số ít người dân để đổi lấy thời gian chuẩn bị. Họ cần thời gian để cải thiện sức mạnh. Will vẫn kiên quyết không chịu lùi bước. Cậu đã thề với vị thần đăng hỏa rằng sẽ giúp đỡ người dân và mang đến hòa bình cho mọi nơi. Thánh hiệp sĩ thà chết trên chiến trường còn hơn là đứng im nhìn người dân vô tội bỏ mạng khi con rồng đen thức tỉnh. Đó là sứ mệnh của người được thần linh tin tưởng và đó cũng là sứ mệnh của người được gọi là anh hùng nhân loại. Sau khi người dân trong làng đã khỏi bệnh, nhóm chinh phạt lại tiếp tục lên đường tiến vào hang ổ của lũ quỷ. Meno đã dùng sức mạnh của mình để khôi phục cây thần trong khu rừng. Sức mạnh trong sáng của cậu ta đã phần nào làm cho màu xanh tự nhiên trải dài đi hầu hết diện tích xung quanh. Dù không muốn nói lời chia tay nhưng đây cũng là giới hạn của những thành viên tộc Elf. Họ rất muốn giúp đỡ nhóm chinh phạt tiến đánh rặng núi sắt, nhưng tiếc là sức mạnh của họ không đủ để làm điều đó. Will phải yêu cầu nhóm người ở ngôi làng phía Tây trở về trước khi quá muộn. Một khi cuộc chiến với tà long đã diễn ra thì không thể nào biết được bên nào sẽ là bên giành chiến thắng. Tập 9. Trải qua vài ngày rong ruổi, cuối cùng nhóm chinh phạt cũng đã tiến vào bên trong rặng núi sắt. Càng đi vào sâu bên trong thì mùi chướng khí càng nồng nặc ở khắp mọi nơi. Đi được hồi lâu thì cả nhóm bắt gặp các binh sĩ xương đang tập hợp trước cổng thành. Click suýt nữa thì bật khóc khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Ông ấy không ngờ rằng mình vẫn có cơ hội gặp lại những người anh em đã nằm xuống trong trận đánh diễn ra vào 200 năm trước. Tất cả số binh sĩ xương ở đây đều đã chết nhưng linh hồn họ thì vẫn còn đó. Những người lính vẫn tiếp tục canh giữ cổng thành mặc dù họ đã bại trận dưới tay lũ quỷ. Ru đã đứng ra giải thích cho những người anh em hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Điều làm linh hồn những binh sĩ này vẫn còn vương vấn tại nơi đây chính là sự trung thành đối với vương quốc sắc đen. Họ đã làm rất tốt nhiệm vụ được giao, nhưng giờ hãy giao phần việc đó lại cho nhóm chinh phạt lo liệu. Lời nói đanh thép của Ru đã làm cho các binh sĩ xương yên lòng. Bọn họ đã có thể siêu thoát sau hơn 200 năm bị mắc kẹt tại đây. Ru càng có thêm lý do để tiến về phía trước đánh đuổi đội quân quỷ. Kẻ địch xuất hiện ngày càng nhiều trên đường đến sảnh chính. Để tránh mất nhiều thời gian, nhóm chinh phạt đã vào đội hình vừa di chuyển vừa tấn công. Hầu hết các thành viên sẽ mở đường xông về phía trước. Một mình Will sẽ lo liệu giải quyết kẻ địch đánh lén ở đằng sau. Cách làm này vô cùng hiệu quả. Chẳng mấy chốc mà mọi người đã đến được sảnh chính của rặng núi sắt. Thử thách đang chờ họ ở phía trước là quái vật Scarabai, cấp tướng quân. Ru đã xin phép được đọ sức với kẻ địch. Cậu ấy hy vọng có thể tự mình tước lại ngai vàng trên danh nghĩa là con cháu của vị quân chủ huyền thoại. Những người khác cũng không có thời gian giúp đỡ vì xung quanh họ là cả đám quái vật khát máu. Một trận chiến thảm khốc đã xảy ra trên mọi đấu trường. Ru dù bị đối phương chiếm thế áp đảo nhưng mà ý chí quyết tâm giành lại ngai vàng của anh ta để giúp bản thân phát huy sức mạnh bộc phát. Trong thời khắc quyết định, Ru đã lấy con dao cận chiến ra đâm tới tấp vào cơ thể kẻ địch. Đòn tấn công bất ngờ này đã làm cho tướng quân quỷ không thể nào lường trước được. Kết cục là cơ thể của Scarabai bị chia làm hai phần. Thân thì nằm một bên, còn đầu thì rời lăn lóc một bên. Ở phía kia, Will đã dùng thuật thanh tẩy diện rộng để xóa tan đi sự hiện diện của lũ quái vật xung quanh. Mọi chuyện giờ đây đã nằm trong tầm kiểm soát. Các thành viên chỉ cần để cho thánh hiệp sĩ dùng thuật chữa trị nữa thôi là họ có thể bình phục hết những vết thương trên cơ thể. Nhóm chinh phạt tiếp tục tiến sâu hơn vào đường hầm phía trước. Đây mới là thử thách cuối cùng họ vượt qua. Kẻ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng trong thời kỳ cổ đại, Ta Long và Lakia đã hoàn toàn thức tỉnh. Nó đang chờ đợi con mồi của mình từ từ tiến đến. Tập 10. Will đã sẵn sàng bước vào trận tự chiến với kẻ địch nhưng mà mọi chuyện lại diễn ra theo một kịch bản khác. Ta Long đang là bên chiếm ưu thế hơn, vậy mà nó lại đề nghị hòa bình. Valakia bất ngờ tỏ ý muốn làm đầy tớ của thánh hiệp sĩ. Oh what the hell cái gì nữa đây? Lời đề nghị này đã làm ý chí chiến đấu của Will bị lung lay. Cô biết rằng trước sau gì mình cũng sẽ bị Ta Long giết chết rồi tìm chủ nhân mới, nhưng nếu vậy thì đã sao chứ? Dù sao thì kịch bản đó vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với kịch bản hai bên lao vào tự chiến trong giờ phút này. Thánh hiệp sĩ cũng không thể nào chắc chắn rằng mình sẽ giành chiến thắng trước lưỡi hái của thần linh. Chấp nhận hay là từ bỏ đây? Trong khi Will rơi vào sự hỗn loạn thì thần đăng hỏa đã xuất hiện chấn an trái tim của cậu. Trước khi đến được đây, Will đã thề rằng sẽ hy sinh bản thân vì hòa bình của người dân. Vậy thì còn gì để tiếc nuối nữa cơ chứ? Nỗi sợ là điều bình thường khi phải đương đầu với sinh vật hủy diệt. Nhưng một vị anh hùng cần phải biết cách để đương đầu với nỗi sợ đó. Thánh hiệp sĩ chấp nhận hòa bình với một điều kiện. Đó là Tà Long phải thật sự hối cải với những tội lỗi hắn đã gây ra. Tinh thần chiến đấu chính trực vì lẽ phải đó đã làm cho Tà Long vô cùng thích thú. Gương mặt của Will thể hiện rõ rằng cậu ấy không phải là kẻ tham sống sợ chết. Những âm mưu mua chuộc cậu ta hoàn toàn không có tác dụng. Tà Long đã chấp nhận lời khiêu chiến của thánh hiệp sĩ nơi tận cùng. Cuộc đọ sức bắt đầu với những đòn tấn công uy lực của Valakia. Will cũng phản kháng hết sức mãnh liệt bằng cách là đâm thương xuyên qua lớp vảy cứng chắc của đối thủ. Cơn đau dữ dội đã kích thích Tà Long thổ ra ngọn lửa của địa ngục. Trong lúc thánh hiệp sĩ đang gắng gượng chống lại hỏa lực của đối phương thì những người bạn của cậu ta cũng đứng bên cạnh giúp sức không ngừng. Chênh lệch về số lượng nhanh chóng đẩy Tà Long vào tình thế bất lợi. Will tận dụng cơ hội để thi triển kết giới nhiều tầng giam giữ kẻ địch ở bên trong. Ngôn từ xóa bỏ sự sống đã ôm trọn lấy cơ thể Valakia trong một quả cầu ma pháp. Cuối cùng mọi thứ đã biến mất nhưng cuộc chiến vẫn chưa đến hồi kết. Cơn lốc xoáy cuồng nộ bất ngờ xuất hiện khiến cho các thành viên nhóm chinh phạt không thể nào trở tay kịp. Cơ thể họ bị ngọn gió cắt trúng vào khá sâu khiến bản thân bị tê liệt trong thời gian ngắn. Will đã nhận ra rằng kẻ địch đã sử dụng ngôn từ biến đổi trạng thái. Đây cũng là ngôn từ có rủi ro rất cao mà loài người không thể nào sử dụng được. Sở dĩ Valakia có thể sử dụng nó là vì Tà Long đã sinh sống rất gần với các vị thần. Nếu so sánh về phép thuật thì chắc là không ai có thể đọ sức với sinh vật tối thượng này được. Tập 11. Giờ đây chỉ còn một mình Will đơn thương độc mã giao chiến với con rồng. Dù chỉ còn một chút hy vọng nhưng mà cậu ta vẫn quyết không chịu từ bỏ cho đến hơi thở cuối cùng. Mang đỏ sức ngay càng gây cứng hơn trước. Will đã dùng thuật gia tốc để né tránh hầu hết các đòn tấn công của kẻ địch. Cậu ta còn sử dụng cây kiếm của vua tối cao để đâm mục tiêu nhưng mà Tà Long đã lường trước được điều đó. Valakia chỉ cần hạn chế chiến đấu tầm gần là thanh cuồng kiếm sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Rất nhiều bẫy ma pháp đã được kích hoạt xung quanh cơ thể Tà Long.
Nếu Will di chuyển bất cẩn dù chỉ một lần thôi, thì có thể sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của cậu ta. Khi ngọn lửa địa ngục sắp sửa thiêu cháy ý chí của Thánh Hiệp Sĩ thì sứ giả của các vị thần đã xuất hiện kịp thời. Không những được thần Luân Hồi giúp đỡ mà Will còn được che chở bởi thần bất tử Starkney. Lời tiên tri có nói rằng Thánh Hiệp Sĩ nơi tận cùng sẽ phải bỏ mạng nếu dám thách thức lưỡi hái của những vị thần. Nhưng nếu cậu ta được thần bất tử và thần Luân Hồi giúp sức nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra? Starkney đã kêu gọi những linh hồn của binh sĩ từng bại trận 200 năm trước trỗi dậy phục thù. Vị quân chủ tộc người lùn cũng nhờ thế mà thức giấc. Ngài ấy đã trao lại thanh bảo kiếm cho Will sử dụng. Đây là thần khí được truyền lại từ thời đại của các vị thần cổ xưa. Nhát chém của nó có thể sánh ngang với cơn thịnh nộ của các vị thần. Thần Luân Hồi đã ban phước cho các linh hồn binh sĩ tộc người lùn. Họ không cần ngần ngại trước ngọn lửa của địa ngục nữa bởi vì sức mạnh của họ sẽ tiếp tục được truyền lại cho những người đời sau. Những sự hy sinh sẽ không bao giờ là vô ích cả. 200 năm trước, tộc người lùn đã chiến đấu dũng mãnh để hy vọng được thế hệ tiếp theo kế thừa. Tập 12. Chính lệch và sức mạnh giờ đây đã không còn nữa. Gánh vác ý chí chiến đấu của các binh sĩ trên vai nên Will đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Những người bạn của cậu ta cũng liên tục lao đến chiến đấu một cách anh dũng. Những đợt tấn công liên tiếp đã khiến cho lớp vảy cứng cáp của tà long dần dần bị bào mòn đi. Ngay khi thời điểm then chốt vừa đến là Will liền lao lên phía trước. Cậu chĩa thẳng mũi gươm về phía điểm yếu của kẻ địch rồi đâm hết sức vào. Một luồng ánh sáng năng lượng chói lóa đã tỏa sáng khắp nơi kèm với cơn thịnh nộ của Valakia. Lúc Will tỉnh dậy thì mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp. Lưỡi hái của những vị thần đã bị tiêu diệt. Linh hồn của những binh sĩ người lùn cũng yên lòng mà bước sang thế giới luân hồi. Dù không muốn chấp nhận nhưng kết quả này một phần cũng là nhờ vào sự giúp đỡ của thần bất tử. Trước đây, Starkney đã từng rất ghét Will vì cậu ta đã ngăn chặn kế hoạch của hắn. Nhưng rồi thời gian đã thay đổi mọi thứ. Thần bất tử đã xem Thánh Hiệp Sĩ là một anh hùng thật sự. Starkney còn tỏ ra ghen tị khi Will chỉ phụng sự cho em gái mình chứ nhất quyết không chịu làm sứ giả cho thần bất tử. À, mà còn một sự thật nữa là thần bất tử là con gái nha. Cô ấy cũng là chị gái của thần Luân Hồi. Ta nói hai chị em nhà này đẹp sắc nước hương trời luôn á mà. Nếu mà Royfield đẹp theo kiểu thùy mỹ nết na thì Starkney đẹp theo kiểu chắp gơ chính hiệu luôn. Mặc dù suy nghĩ hơi lịch lạc một tí về sự sống và cái chết nhưng đẹp vẫn là trên hết. Đẹp là có quyền, đẹp là được tha thứ. Trước khi rời đi, Starkney đã nói về ý định muốn có con với Thánh Hiệp Sĩ. Nhưng mà cô em gái phản đối gay gắt dữ quá nên là thôi tạm gác suy nghĩ này sang một bên thôi. Có gì để season tiếp theo tính chứ giờ hó hé là nhỏ em nó sực liền á nha. Royfield đã đề nghị được ban điều ước cho nhóm chinh phạt xem như đó là phần thưởng của họ vì đã đánh bại Tà Long. Tất cả mọi người đều thỉnh cầu thần Luân Hồi hãy tẩy uế cho vùng đất này. Vậy là toàn bộ chứng khí của Tà Long để lại đã được xóa bỏ. Vùng đất thịnh vượng năm nào đã lấy lại được dáng vẻ uy nghiêm tráng lệ của nó. Dân làng tộc Eo rất bất ngờ khi Will chia sẻ lại phân nửa chiến lợi phẩm sau cuộc chiến cho họ. Số tiền này sẽ giúp ngôi làng xây dựng lại nhà cửa cũng như là bổ sung thêm lương thực cho người dân. Thánh Hiệp Sĩ chỉ mang những bộ phận của Tà Long trở về vùng đất của mình. Đối với họ, chiến lợi phẩm không hề quan trọng. Điều đáng quý nhất là mọi người đã có thể tiêu diệt đi mối hiểm họa là Valakia. Cái kết này cũng đã khép lại season 2 của bộ anime Thánh Hiệp Sĩ ở nơi tận cùng rồi. Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh L. Còn 2 ngày lễ thì vẫn còn 2 video nên là mong mọi người vẫn sẽ theo dõi và ủng hộ tiếp cho tụi mình nhé. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.